Hello anh à, anh muốn à, tống anh là nhiều tiền thế nhỉ oh, anh oh. không có anh vào bà euro đưa anh vào bà em ơi hả euro đã đưa anh vào bà em ơi à cho em xin một cục em muốn lấy bao nhiêu hả lộ số tài khoản à em đọc em đọc theo một cách khác Tiền thì nó không phải là cái gì cả nhưng mà bây giờ là não đã có người yêu chưa? Em chưa có người yêu nhưng mà em thích tiền hơn Thì em yêu anh thì em sẽ có cả tiền và anh À không em không yêu anh em thích lấy tiền thôi Đúng mà không yêu tôi thì lấy tiền của tôi làm gì? Thì em thích lấy tiền thôi chứ em lấy anh làm gì? Tại sao cái thế giới này chị yêu tôi vì tiền thôi? Tôi yêu à không, hai em không đời yêu anh vì tiền. Yêu... Em chỉ yêu tiền chứ em không yêu anh Anh yêu hai đời người yêu trước cũng đốt của anh một đứa trong Sài Gòn đốt của anh mất 4 tỷ 8 một đứa ở Hải Phòng đốt của anh một tỷ rưỡi bê đến áo xoay nhi lại đỉnh đốt nốt của anh 4 tỷ rưỡi tiếp à bọn à. này là 4 tỷ rưỡi hôm qua là đội điện Ba Lan đưa anh vào bờ Nhiệt luôn à quên tiền này nhá tí anh sẽ lấy sứ tử là áo đi bê cây anh sẽ lấy sứ tử anh vụt cho áo hôm nay Khánh cho ai hứa vụt cho áo 20 con sứ tử chắc chưa nhưng mà phải yêu tôi Đéo. không yêu thì thôi không dạ, yêu bây à? giờ lại cũng... có cái chế độ mà không yêu không đòi quả ừ. <laughs> anh anh lại dùng tiền ra để anh mua tình yêu à anh nói mới nào này các cầu thủ bóng đá nó đảo bóng nó có làm gì có động tác thừa em nên là anh nói chuyện với em thì cũng nó cũng phải như thế nào thì anh mới chuyển tiền chứ ừ. nói chuyện với em phải như thế nào để anh mới chuyển tiền tức là bây giờ em đồng ý yêu anh thì anh sẽ xuống tiền Đàn ông xuống tiền ở đâu là tình yêu ở đấy Còn đàn ông mà à. yêu mà không chịu chi tiền đấy Là người ta không yêu thật đâu Ủa, thúc, thúc Bây giờ chơi kéo thua Bây giờ chơi kéo thua anh đưa em một cục Còn anh mà em mà thua em đưa em, đưa em một cục Nói như nào Bây giờ em thua em trả anh một cục Một cục 500 như kia Anh thua anh trả em một cục 500 như đấy Cục này á hay là cục nhỏ à? Cục này thì 50 triệu Cục nhỏ cũng còn được cục... Cho cục nhỏ đi cũng được Cục này được. thì 500 triệu anh thích chơi cục nhỏ hay cục to Hello Yali yeah, like. Dám chơi không Tức là Là ý là em như nào Là bây giờ chơi kèo thua thì đưa một cục Em đưa một anh một cục Nếu mà em thua Anh thua em anh đưa em một cục Tức là đưa qua màn hình như này à Tức là đưa như này là Đấy, Thôi là ông, đây ông cầm... Đừng có lộn xuống ông có dám chơi hay không bây giờ Anh à, à, à. à. có, à. có sự hộp sữa nào không? anh à. cảm ơn anh phê rồi dở rồi tôi đưa đâu ra khách sạn nằm à. này trước cả anh gọi nhân viên khách sạn mang sứa lên cho uống này ờ, à, thế là có chơi không có chơi kèo không ui tám trăm bảy ba nghìn điểm má à, thế kiểu xa có tiền mà. đọc cái số kìa đây mới có tám mươi bảy nghìn thôi bi mày đi nè ngay cho anh cho chân xoáy À, Chuyển khoản cho anh, lấy cho anh tầm hai chục con sư tử vào đây, anh vụt kèo sau. Chơi liền nhanh, nhanh. Ủa, vụt kèo, kèo sau. sau? Kèo sau, anh sẽ vụt hai mươi con sư tử, anh tự đóng được nhá, chơi tự đóng được. Được, chơi tự đóng được, ok. Vấn chơi đề tự đóng anh. ok. Ok, thế bây giờ vấn đề là anh có chơi hay không, chơi kèo? Vấn đề là kèo sau để anh lấy sư tử đã, anh bảo anh Sơn bơm vốn đã, Bơm Nó đạn chơi, ai, ai, ai lại chơi trò như thế? Ôi gọi cho ông Sơn Thoái tôi lấy tôi lấy hai con sư tử tôi vụt một phát hai ông dàn hai sư tử luôn Mọi nhà mình... Ngày anh xưa ấy, cái ấy câu anh em thì câu ấy lại, lại. Yeah. Ngày hôm nay này Khánh Nhân Cai chơi đúng phong cách của công tử Bạc Liêu luôn dùng tiền để, để đè, đè chết người luôn Ok ok Gọi cho anh Sơn sói luôn Gọi đi gọi đi nhanh 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 lên <laughs> khánh gáy Banh xác Sơn chói ra là chắc chưa ngủ dậy ấy thì thế anh em của anh có mũ anh sơn sói thôi à sao mà bảo chơi có nhiều tiền mà sao lại rén thế có nhiều tiền bảo rủ chơi mà lại rén Ôi, thì ta đéo nghe máy rồi đéo nghe máy rồi ông ấy ông ấy ốm rồi, đéo nghe máy Nhiều tiền mà ơi. nhiều Vào đạn cho em 20 con sư tử 20 con sư, sư tử rơi Nổ rơi khoản anh ơi Mẹ em này chơi cho mọi người biết là đẳng cấp của anh cài này nào Đẳng cấp của anh bây giờ anh phải nhận kèo Nhận kèo chưa chưa lấy được đạn thì chơi làm sao Ôi trời ơi chơi người ta lại còn phải chuẩn bị đạn nữa Người có tiền người ta không cần phải chuẩn bị kiểu đấy Cứ thế mà chơi thôi Em đâu có Trời chuẩn bị gì đâu, em không hề được chuẩn bị cái gì cả Được quên tự búp nhá, được quên tự búp nhá, tự đóng quà Được quên luôn Thì từ từ để anh Sơn nghe máy đã quên chứ từ từ điện là em bận rồi Để anh Sơn anh nghe máy đã Yêu mẹ ông Sơn này sợ Anh em ơi ai có họ anh à, ông Sơn bảo ông bắt máy tôi cái để tôi Hổ 5 Cả anh Ferrari nhá Anh em follow Khánh đi 3K2 anh em follow Khánh đi anh em ơi Khánh ơi Giờ đổi tên anh Khánh Dubai đi à Dubai có làm gì đâu Nhưng mà nào ơi Thật sự là anh thích em <laughs> Em thích người có tóc cơ Anh, anh Sơn sói đọc được tin nhắn thì cho em một số tài khoản để em ấy hai con con sư tử nha anh nhá hoặc là 20 con river cũng được bao nhiêu bao nhiêu cho em cái giá phải trả đưa em một số tài khoản nếu đọc được tin nhắn cho em số tài khoản luôn để em chơi vào nó nhi em nạp hai con sư tử hả có hả gì lúc nãy bảo đòi nạp bao nhiêu con vào để 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 làm người yêu ôi muốn yêu chắp gần tôi chán yêu những người phụ nữ hiền lành rồi. tôi tôi muốn yêu gái đẻo rất tiếc tôi gái đẻo lại muốn... không thích anh đấy chứ tôi muốn yêu em náo xoáy nhi <cười> sao làm <laughs> sao em này sao tại sao em có lại yêu người khác mà không nghĩ đến anh nhỉ tại vì anh à? không phải người khác người khác không phải khánh sức ai mấy cái thằng kia nó có anh hơn anh cái gì tóc dài hơn anh thích tóc dài thì ngày mai anh đi cấy tóc có gì đâu <laughs> em thích không thích tóc nhân tạo <laughs> em em hãy uh, cho anh một cơ hội Tao đuổi em đi à, <laughs> anh dừng dậy trả kèo vừa rồi đi Mọi người ơi, para đi rồi mọi người. Ơi. Cứu em. Para đi rồi. Para đi mất rồi. Tiền của Khánh hôm qua đi Ba Lan ăn, ăn nhá, mọi người đừng có nói linh tinh nhá. Hai cũng được. <laughs> Lại láo ơi. Yêu anh ngày mai anh mua G63 tặng em luôn. Nhà em đâu thiếu xe đâu anh thì anh tặng nhưng mà ở đấy anh có 4 tỷ làm gì đủ tiền mua g 63 4 tỷ đây là tiền mặt thôi còn đâu tiền trong tài khoản của anh thì nó dài nhiều số lắm nhiều số không lắm kệ anh mà anh mua cho em là mua trả góp đóng theo kỳ chứ lại một phát ăn ngay thì mà chết <laughs> mua trả góp tên em nhá em xong em cứ tháng sau em cứ thế mà trả thôi à em đi bộ được rồi <laughs> đi xe anh sợ quẻ chân mất <laughs> nhà nào có ba con dôn roi á dôn roi thì dôn roi bây giờ nhưng mà thật sự là anh muốn yêu một người cá tính thật anh đời anh cũng muốn yêu một người cá tính <laughs> người cá tính không yêu anh nhưng mà nào cho anh hỏi một câu à. không được dặn nhá ừ. nào hay mà áo ba lối cho hỏi thật một câu nào có bị hôi nách không <laughs> thôi nách em chỉ có mê hồn hương thôi cái gì mê hồn hương được nách này nhìn là tướng nách này là không không hôi mọi người giỏi <laughs> nhất là hôi nách chung <laughs> là khánh thích náo mà mọi người khánh thích náo mà, nhưng mà náo có thích khánh đâu khổ người ta không yêu mình thì mình làm gì <laughs> được anh em yêu ạ <laughs> Ôi chả kèo đi anh, à? anh vừa thua kèo kia kìa, kìa, mọi người ơi, chơi... bên kia hơn điểm em rồi, bấm tay cho em với không có, anh có nhân đôi hả? hả mọi người? Anh có chơi kéo anh gì chả kéo kéo đi, anh thua bây giờ anh anh múa đi. Thôi anh chưa ăn, anh đang bị thu đá đáp, anh đang gọi nhân viên khách sạn nó mang đồ ăn lên chưa xong. Thế anh vừa thua em mà. Nhưng mà thua có ra kèo gì đâu, mà có chơi kèo đâu gì, bê cây nói chuyện mà em. À. Thế chơi làm gì? bây giờ như này chưa chơi cái nhất về giờ như này nhá kéo sau để này trong vòng hôm nay và ngày mai khi mà anh gọi được xuyên xoáy để anh lấy đạn anh sẽ lấy tầm khoảng 20 đến 30 con sư tử anh chơi với em chơi tự búp được thôi nhá được. ai thua búp sẽ phải chuyển cho bên kia 50 em triệu em đâu chơi với anh. ai thua sẽ phải chuyển cho bên kia 50 triệu ok chơi thua chuyển 50 triệu đúng không được mai đúng không Mai anh được mà tối nay nếu mà lấy được của anh Sơn liên hệ được anh Sơn thì anh Sơn này chắc đang ngủ không gọi được. Cảm ơn anh Phê, thank you Platinum ạ. Em cảm ơn ạ. Của Platinum là ai vậy ta? Cánh giờ đã giàu bằng anh uốn hồng chưa? Nói à? chung là anh uốn anh có nghìn Cái tỷ thì khánh có? Chỉ có tầm độ 10 Ở tỷ thôi. Có cả. Ủa sao anh nhiều ạc vậy? Anh nhiều ạc thế? Anh, anh uốn giờ anh cũng phải có tầm 500 tỷ rồi nhưng khánh thì chỉ có tầm khoảng độ 30 tỷ thôi mà khánh không giàu anh uốn đâu có hai cái thôi đúng không? Hôm Mai lại đòi ra thêm cái nữa ấy. Thế <laughs> nào nhá, để anh liên hệ với anh Sơn xong là khi nào mà anh lấy được 20 con sư tử anh vụt thì anh gặp lại em. Có tiền thì thiếu gì cách phải ngày mai mới lấy được. Anh chỉ có dám ấy chối uy tín thôi, bây giờ chuyện cho người ta nhiều quá thì thành ra là sợ là là mất hết. Anh Sơn thì anh không dám bị anh. Thế em có chỗ nào không? Có luôn. Ai? Có luôn. Người nhà em em, em à. của em anh có cần không để em bảo con em em liên hệ anh liền ok bảo em em của em, em liên hệ anh đi thế nếu mà anh không làm sao khổ lắm nhưng mà bao giờ bao giờ mới có bao nhiêu phút anh banh cái là có liền à Sao lại bao nhiêu phút? rồi cho nhau đây bảo em anh nhắn tin cho anh nhá à. bảo em em nhắn tin cho anh chị Quỳnh Anh không ạ? Chị bận của chị đi làm rồi anh ạ. Bảo em em, biết. em em nhắn tin cho anh. Mọi người ơi, đứa nào gọi ơn tiền hộ chị Phát gọi Tiên liên hệ Khánh Sky nếu mà Khánh Sky mà không à, nạp thì phốt. 20 con là bao tiền nhỉ? Phép. 20 con ai biết được, em bao giờ biết được. Thì bảo em bảo là... em tính tiền cho anh đi. Thôi anh về đã, anh về anh đi uh, uh, xuống uh, đi ăn tối đã xong rồi anh quay lại. Từ đã xem nào. B bao nhiêu con ta? 20 con. 100k là 20 20 Thôi thôi cái đấy. tính đấy nhá, tí nữa em gặp lại anh. Bảo em của em nhắn tin cho anh cái này à? hai 20 con 300 triệu á? À? hai Em nói, nói thì 300. nó bóp tương tác đấy. Nói nạp nạp nó gọi. Nhá. tí anh nhá, tí quay lại tí gặp nhau anh ăn tối đó. rồi. đi ăn anh ạ. Ok, ok hả? em yêu nhá không chơi ờ, làm buồn cả, luôn em, em chào chị Nguyệt nhá phải quá mẹ cứ làm từ rưỡi mới làm cho thì mẹ bảy rưỡi mới xong mang hàng ra mai mai nó cho nó cho đi gửi xong đi mua luôn con min yêu để mời nữa đâu nghĩ nhỉ? đói quá không có hộp sữa nào ạ